Hello, xin chào mọi người, mình là Kim Anh. Hôm nay Kim Anh sẽ làm một clip tiếp tục với vòng quay tra tấn. Các bạn ạ, đây, quay tra tấn này. Trên đây là các loại rau củ quả là tương ứng với các từng màu trên này. Màu đỏ là xoài các bạn nhá, xoài nè. Còn màu vàng là mướp đắng này. Đây, mướp đắng này. Đây, ứng với tôi miếng xoài ăn trước đi. Đây, mướp đắng các bạn nhá. Và màu xanh là cây là mật. Đây các bạn ơi, mật đây rất là ngon luôn. Cho tôi quả. Và màu xanh dương là cà rốt. Đây cà rốt đây bạn nhá. Đây cà rốt. Và xong cái gì? Và màu trắng. Màu trắng này là ớt mọi người ạ. À. Đây, ớt đây. Wow. Nhìn đỏ nhưng mà kinh khủng nhất luôn cho các loại. Bao nhiêu loại vậy? Còn màu đen này là ai mà quay mà màu đen này là bỏ qua các bạn. Và nghĩa là ba người chúng tôi sẽ tiếp tục vì bàn tụ tìm với nhau. Và người nào biết sẽ được quay vào màu nào sẽ phải ăn với quả tương ứng với màu đó. Ok nhá. Thấy chưa? Ăn quay vào ớt là phải ăn ớt đấy. Ớt thì ngon mà. Ngọt cả ớt này ngọt đấy. Nào, bây giờ ba người chúng tôi sẽ bắt đầu bàn tụ tìm với nhau. Bắt đầu nhá. Sao là người nào khai trương trước? Nào, mình đếm 2 3 nhá, cho nhanh nhá. Nào. 2 3. 2 3. Bất hòa phải không? 2. Em ra đồng nước. Em ra rồi. Chỉ ra kéo. Rồi là gì? Rồi là cái này này. À cái này khó ho nào. Không chơi mà, cái đấy không chơi. Không chơi rồi, không chơi rồi, không chơi rồi nào. Cái mình thì chẳng đâm là đâm được cái này. Mình đâm được cái này nhưng mà ra cái này mà chỉ chơi đầm là kéo thôi. Ai chơi cái chơi đầm là kéo không ai chơi rồi nào. Không chơi rồi các bạn nhá. Chơi đầm đầm là kéo rồi nào. 2 3. 2 3. Quay chị mấy bạn ơi nào. Tập bóc người gì nào. 2 3. 2 3. Quay. Kim Anh đây là khởi đầu đầu tiên mọi người ơi. Ăn ớt đi, ớt đi. Mình mong là được cái gì đây. Mận, ớt đi, ớt đi. Mận, mận, nào. Ớt, ớt đâu mà ớt. Ớt. Xoài. Yeah, yeah, xoài mọi người ơi. Kim Anh được ăn xoài mọi người ạ. Quay. Thế miệng thì được phản. Tí nữa cố, thế tí nữa bét đi. Ra đi để mình cả để cái bánh ca cạnh ra ấy. Chắc là chị ăn một miếng lên mình thái luôn ra. Mà ăn thì chắc là ăn một miếng nhỏ. Nhìn mồm nha. Anh chắc háo hức được ăn xoài nhiều lắm. Xong mọi người nhìn mồm. Đây, mình cho mọi người chị ăn một miếng nha mọi người. Ngon quá. Thả thế ai chẳng thích nhở. Hai bạn nhìn mồm luôn. Phải rồi ngọt à? Phải chua. Thả thế ăn nhanh lên. Ngon thì cứ để người khác thèm cả. Cho nhìn mồm luôn. Thả thế này thì ai chẳng thích phạt. Nào, bắt đầu. 2, 3. 2 bạn. Rồi, hai cái ơi. Quay bạn lên em. Ớt đi, ớt đi, ớt đi, ớt đi. Bạn đen tối chỉ thích người khác thì ăn ớt mọi người. Ớt, ớt, ớt. Mật, quay, ngon lắm luôn. Mật, tần như nhá. Bỏ đôi em, bỏ đôi ra. Chị mà được ăn chị ăn cả quả luôn, làm gì có chuyện bỏ đôi. Làm đi. Làm đi. Hay ăn ăn ớt cả, nên mà quay vào ớt ăn cả quả nhá. Ừ được. Ok. Nhung bảo là nếu quay vào ớt thì ăn cả quả mọi người ạ. Con cuốn rồi. Không. Kinh luôn ạ. Ngon không? Ngon không? Mặn chả ngon. Nhung nó nướt nó nhanh ngực cơ mọi người. Nhung nó nướt lắm. Nó nướt nhanh ngực luôn. Chua. Không bị phạt là được rồi. Xong chưa? Phải đầu may mắn rồi đấy. Ăn nửa nốt luôn đi chị. Đừng có nhá. Nhâm nhâm tí cho Trung thèm. Tại vì Nhung là người chưa được thưởng thức cái gì. Đưa vào đây cho ta nước xem lại cho nước xem. Nhưng mà có thích ngồi đây. Nào. 2, 3.
Nhưng đỏ thì là chị mới anh 2, 3, 1. Sao nó nặng, cứ là nó kéo này. Ớt gì lần này, ớt gì. Ớt, ăn xoài bây giờ ăn ớt ngon. Bây giờ là ăn mật. Mướp đắng và ớt. Mật, mật, xanh lá cây, xanh lá cây, xanh lá cây, xanh lá cây. Đỏ, xoài tiếp. Yeah, yeah, được ăn xoài rồi. Kim Anh mới tiếp tục ăn xoài nữa mọi người ạ. Hôm nay Kim Anh đỏ. Sướng đấy nhỉ. Nhìn mồm ấy. Nhưng ngay ực luôn. Nhung Nhung ấy cả vợ nó ngay cứ nuốt được cái cổ họng á. Xem thật. Mãi giờ tụi em mà quay. Cứ nhắc thế này mà có mọi người ạ. Nào. 2, 3. Lấy lên Nhung. Quay. Quay mạnh vào. Ăn tiệc ra sáng sáng mắt phải không?
Nếu như bạn gặp bỏ thì bạn có thấy mất phần. Không sao, anh gặp bỏ luôn. Anh gặp bỏ luôn. Kim Anh ăn ngon, nhạt ngào không nên lời. Quả ngon luôn đấy. Ăn cái quả này chả ngon lắm. Cái quả chưa vào cái này là cái này mà chưa vào cái này này. Kinh ngay. Cái này là cái gì? Đây gọi là khổ qua. À. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Thành ơi. Thành ơi, cố lên. Ớt này, ớt này, ớt này, ớt này, ớt này, ớt mưa đắng đây. Mau lên. Đắng. Cà rốt. Cà rốt. Đây. Đây còn miếng phần em Hạnh. Cái em cái này ăn được chưa? Đây. Em Hạnh ơi, ăn em. Ăn cái này cũng mà bình thường. Cứ phải chờ ớt với cả mướp đắng kia mới kinh nhỉ, nhung nhỉ. Ớt đủ ngọt, ớt ngọt. Ớt này có cay lắm. Ngon. Ớt ngọt à? Tí nữa phải ăn quả này. Quả này mới là cay này này. Đó, quả này này. Quả này không ai. Ăn chỗ này này. Chỗ này kìa. Ăn trong môi lại sưng bông đấy. Đúng không? Trời hết thưởng thức mình ngồi kìa. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Nào hai. Hai ba. Rồi sao mình hôm nay nào cứ ngày kéo kéo tao bị thua rồi. Quay mày lên thì mày không bị dính ớt thì mình dính mập đắng. Dừng dừng. Trắng 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 trắng. Quay trắng trắng hết rồi. Trời ơi, em Nhung ơi, yeah, em Nhung ơi. Đó như là trắng chứ nhở. Hôm nay Kim Anh không có nghĩa là biết nhưng mà còn quay vào được thứ ngon thôi. Đây mà các bạn nha, mặn mình ngọt nhé. Tiếp tục. Hai ba, hai ba. Tôi thấy đỏ. Ăn là một nỗi nhục mọi người ạ. Ăn là sướng nhất trong ấy còn gì nữa, được ăn là sướng đấy. Hôm nay cái gì đây? Chắc. Ôi, cà rốt tiếp. Hôm nay cái mày, ôi may mắn thế không biết nữa. Hôm nay rất là may mắn luôn. Ăn như chưa hề được ăn bao giờ. Rốt rốt rốt. Không, hôm nay chơi nên mình ăn cà rốt đó, còn một lần nữa. Có bao giờ được ăn cà rốt sống không? Nào tiếp tục. Em Hạnh nhìn em Anh chà mà. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Hai ba. Dễ chưa? Giật Nhung. Mạnh lên. Cũng còn tiếng ớt rồi. Ớt, ớt, trắng, trắng. Vàng đi, vàng đi, vàng đi. Vàng đi, vàng đi, vàng đi. Xoài. Đỏ nha. Xoài hay là nói chung là hai cái à, được không? Cái mận đi. À, đến màu xanh là mận các bạn ạ. Hôm nay lần này Nhung được ăn mận, không phải ăn ớt nữa. Mà em à, mận này Nhung ăn phát nuốt cả chỗ này không phải nhai. Chấm mày nhỉ? Không phải nhai luôn. Ngon nhỉ, mận này. Ăn đây cả sướng nè. Này bắt đầu. Chưa xong nhỉ? Tự ăn của ngon quá nên là nước từ từ để cảm nhận rất ngon mọi người ạ. Nào, 2, 3. Yeah. Nhung biết tiếp. Nhung lại là người quay tiếp. Mày mạnh vào. Đây, Nhung ơi. Mình to quá mọi người. Sao mà ăn rất từ từ cho người ta thèm á.
phải kiểu ý ăn thì ăn nhanh lên. Lúc ăn ớt thì nhanh nhanh lên để ăn, còn này còn để còn chiêm ngơi người ta để cho thèm cơ. Ngon này mình cứ thích bét suốt ạ. Bét đi nào. Hai ba, hai ba. Wow. Vì mày lại ra kéo mọi người ạ. À, hôm nay kéo này là đúng là dị ứng với mình rồi. Cái gì đây, cái gì đây, cái gì đây? Ướp đắng lên. Ướp đắng. Ướp đắng. Ướp. Ướp là gì đấy? Xoài đi đâu. Xoài. Ôi. Giờ phải xoài quá. Hôm nay nó tao đã ăn xoài thôi. Thôi, ăn một ít này thôi. Nhanh rồi nhanh. Nào. Hạnh để thèm dần cái mặt ngạt rồi. À, thế. Mớm á. Mớm. Ngon, ngon. Ôi là đắng rồi. Có mức đắng chưa, chưa là ai khá chưa. Mức đắng này sẽ có người khá chưa nha. Hai bắp, hai bắp. Lần này thì mình sẽ ăn mức đắng. Mình có đắng mọi người ạ. Ok luôn. Cố qua là mức đắng mọi người ạ. Mức đắng, mức đắng, mức đắng, mức đắng, mức đắng. Mức đắng là vàng. Vàng, 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 vàng. Không dính rồi. Kim Anh sẽ ăn thử quả ớt này mọi người nhá. Ớt này ăn một phát nửa quả mọi người. Ớt này chắc có lẽ không cay, nhưng mà ớt này chắc là cay hơn này. Kim Anh sẽ thử ớt cay này. Kim Anh sẽ thử cảm giác mạnh, xem là nó có vị, nó cái người này có bay lên trời không. Cho Kim Anh bao nhiêu nhá? Tỷ ấy, tỷ ấy, nó đang ăn bao nhiêu cho tao bao nhiêu nhá. Chiên thuần. Đây là ớt, ớt này chắc là cả ớt chỉ thiên à? Phải không? Okay, hai quả ớt chỉ thiên. Em Hạnh thường mất có mắt nhìn bên cắn bể cắn. Gặp hẹn hơn nhau. Anh ơi cố lên, nở quá đi. Cố lên, cố lên. Nữa đi. Ôi. Chưa ăn đâu nhưng mà đây đã cay rồi. Chết, chết. Chưa ăn đây nhiều. Ngon mà. Ngon, ngon nghề ạ. Ngon nhỉ? Ăn từ từ thôi, vừa ăn vừa thưởng thức. Không được ăn thứ khác nha. Ngon. Uầy. Cay quá. Uầy. Thế mà thôi. Ôi, là đến mồm rồi. Tưởng không cay mà. Không ăn cay đâu. Còn nhanh ghép mà được ăn được khác. Dạ, thôi nào bắt đầu đi. Ăn, ăn, ăn. Từ từ đã. Cay quá. Thấy mình ăn ngon quá, tưởng ngon thật mọi người. Ôi. Chơi mất, chơi mất. Ôi, lưỡi tổ chơi mất. Cố nào để ăn cái khác hả? Nhanh lên để ăn cái khác hả? 2, 3 Hai ba. Em nhé. Hai ba. Ai đấy? Em. Ôi trời nước mắt rồi. Ngon quá, ngon quá. Mình gì nào? Ớt à? Mặn quá. Gần được ớt quá. Gần được ớt. Ờ, dính ớt rồi. Đi manh dạng quá. Mình ăn mình có đỏ mặt thôi mà. Khóc rồi đây này. Thế mới là hình phạt chứ. Nha. Nào, 2, 3. Bắt đầu. 2, 3. Yeah. 2, 3. Nhưng rồi, nhưng rồi. Thế là còn mướp đắng nữa phải không? Mướp đắng, mướp đắng, mướp đắng, mướp đắng, mướp đắng, mướp đắng. Mướp đắng màu gì đấy? Màu vàng. Ôi, quên qua rồi. Ôi, ôi. Mình tưởng thưởng cho mình thôi, lần này kia may cay quá rồi mọi người ạ. Cho xin miếng, xin miếng. Không chổ bùi đâu. Xin miếng. Thế phải có ăn không cho đỡ buồn. Ừ.
cùng đếm nhá, cùng đếm cho nó đỡ. Nào, 1, 2, 3. Ê, cùng đếm à. Quay đây. Mướp đắng đi. Mướp đắng đi. Ớt đi. Ôi trời ơi. Bỏ đây. Ai đừng. Ăn đâu. Không ăn à. Chị mày ăn ớt còn cay hơn này. Giờ này lưỡi vẫn còn rát lẹt lẹt đây này. Mướp đắng chị ơi, mất tí thôi. Qua mọi người ạ. Vị của mình đấy. Em ăn thử đi. Ăn thử xem khổ sao. Khổ quá. Ăn thôi. Cay quá. Ăn chí thôi nhá. Ôi mẹ ăn ớt hả? Hôm nay chị ăn rồi mẹ ăn ớt này ơi. Mặt thì ăn miếng thật to mọi người ạ. Mặt ăn thì ăn miếng to đùng ngon đấy mà khổ quá. Còn bây giờ mà còn bỏ. Không, ăn phải ăn ăn ấy. Em cứ ăn đi. Chơi là phải chịu. Phải cả ăn đi em, nhắm mắt luôn đi. Chị anh ăn còn biểu cảm lên. biểu cảm thế nào không bị sao ngon ngon à, không nói nên lời ăn đi em con nói rồi con ăn nước đi. Chị anh còn phải ăn cả miếng ớt to mà ăn nước chứ là ăn thì mày á. Mọi người tim anh phải đi uống nước á. Phải đi uống nước đi. Anh đang là mồm ạ. Thôi nên tạm dừng đây. À chơi nữa anh thua thôi. Mọi người ơi nhớ ủng hộ clip cho Kim Anh nhá. Bye bye.